Điều trị COVID-19 hết tiền tỷ không phải chi trả, người thân mừng rơi nước mắt. Những ngày qua, chị Thanh Thảo, 33 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh, mắc COVID-19 nguy kịch, trải qua 86 ngày điều trị, trong đó 61 ngày phải can thiệp ECMO tại bệnh viện Quân y 175, viện phí lên đến hơn 2,3 tỷ đồng đã nhận được sự quan tâm của dư luận. Bởi số tiền viện phí quá lớn, nhất là đối với những gia đình khó khăn, làm sao chi trả nổi, chưa kể điều trị gì, thuốc gì mà số tiền lên đến hàng tỷ đồng như vậy. Tìm gặp Thượng tá bác sĩ Vũ Đình Ân, Phó Giám đốc Trung tâm Điều trị COVID-19 Bệnh viện Quân y 175, bác sĩ đã có lời giải thích. Bác sĩ Ân mở đầu câu chuyện về bệnh tình và quá trình điều trị của chị Thảo với sự hồ hởi. Theo bác sĩ, chị Thảo lập kỷ lục về thời gian nằm viện, thời gian đặt ECMO và viện phí tại bệnh viện này. Trước từng có bệnh nhân tên Hòa phải đặt tim phổi nhân tạo xuất viện với chi phí lớn thứ hai lên tới khoảng 1,8 tỷ đồng. Điều đáng nói là số tiền điều trị lên đến hàng tỷ đồng nhưng bệnh nhân không phải trả. Về việc này, bác sĩ Ân giải thích, theo quy định của Việt Nam, người mắc COVID-19 được khám và điều trị miễn phí nên bệnh nhân không phải trả tiền viện phí. Người bệnh phải trả phí không đáng kể gì so với thực tế điều trị, chỉ là tiền ăn. Nhà nước quy định điều trị COVID-19 trong 45 ngày, bao ăn, mỗi ngày được 80.000 đồng, ngày 46 trở đi tiền ăn bệnh nhân phải chi trả. Nhưng từ ngày 46, bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế sẽ được hưởng phần phí này nữa, thành ra chi phí thấp cực kỳ. Theo bác sĩ, trung bình một ca COVID-19 chạy ECMO sẽ tốn từ 1 tỷ đến 1,2 tỷ đồng, trong khi đó gia đình bệnh nhân Thảo lại khó khăn, thực tế khó mà trả nổi khoản viện phí lên tới 2,3 tỷ đồng. Ngoài bệnh nhân Thảo, Viện Quân y cũng từng điều trị cho một sản phụ mắc COVID-19 phải chạy ECMO. Khi bác sĩ gọi điện cho gia đình báo chi phí điều trị, chồng bệnh nhân ở đầu dây bên kia đột nhiên im bặt, cứ như chết lặng. Sau khoảng chục giây im hơi lặng tiếng, chúng tôi mới nghe, làm ơn cứu giúp nhà tôi với, sau này có gì tôi bán nhà cửa, ruộng ở quê trả viện phí sau.